Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO. À thì hôm nay mình làm video này ha, thì chúc mừng anh em tất cả những anh em nào đã ôm cái con là We Wallet uh, anh em nha. We Wallet Swap. Đó, thì uh, hôm trước mình có làm cái video là uh, cái token Wallet Swap à uh, đợt cuối ha, mua 3 đô nhận 30 triệu token ha. Đó, thì anh em nào đã xem cái video này, uh, cái video có chữ là Pre-sale 3 này nè. Mà anh em có giữ và mua một ít cái đồng OneLess Swap ha Thì uh, chúc mừng anh em nha Rồi thì hiện tại con này nó để cho Swap trên cách uh, Swap rồi anh nha Đó giá cực kỳ ngon Ok thì mình sẽ trở vào chết nè Để mình uh, sẽ uh, cho em xem Rồi ok Thì um, anh em bấm vào một đáp cho mình ha rồi anh em bấm vào ban két swap nè đó thì mình hướng dẫn cho anh em luôn ép cái cái đồng wallet swap và ban két swap để swap rồi ha một là anh em swap còn không là anh em sẽ trữ một ít thời gian để khi nào mà giá nó lên nó lên thấy cảm thấy ok thì mình bán anh em nha đó ok rồi thì um, bây giờ ở cái mục Select Security này anh em bấm vào ha sau đó anh em sẽ dán cái địa chỉ contract của cái con wallet swap vào ha. Đó, mình dán qua địa chỉ contract ha. Bây giờ mình vào cái contract của nó. Đó. Thì nó sẽ hiện ra cái BC là địa chỉ contract nó thuộc mạng BC lắm nha. Anh em kéo xuống nè. Đó. Con này tổng cung của nó là 10 10.000 tỷ hả? 10.000 10.000 tỷ. Holder là 37.680 nha. Chainfer giao dịch là 200.950 này à, anh em bấm contract này, copy ha rồi sau đó anh em quay lại quý chết ha tiếp theo anh em bấm chỗ là select accuracy ha anh em dán cái contract nó vào đó thì nó hiện ra là we, we swap ha. thì anh em nào mà nó mới lần đầu dán thì nó sẽ hiện ra là bấm chọn confirm ha rồi bấm xác nhận ha đó, cái này là mình để rồi, ok, nó sẽ ra rồi Nên chuyển lên đây sau đó anh em sẽ chọn cái mục này là mục bu BUSD à, BUSD là cái đồng nó trị giá ngang ngửa với đồng đô la anh em nha đó thì mình sẽ coi được nè mình bấm mát cho mình nè đó hiện tại nó đang là 63 nó tương đương 63 đô anh em nha BUSD là 63 đô thì hôm trước mình có mua 3 đô thôi đó mình được ba 3 đô là mình được ba 30 triệu đó anh em à đó ngồi ra mình tuyển rep thêm đó thì mình được là 45 uh, 450 triệu. À, bao nhiêu? 450 uh, triệu đúng rồi anh em, 450 triệu và giá hiện tại là 63 đô anh em nha. Bây giờ anh em có thể là swap được rồi. Ok anh em nha. Đó, rất là ngon. Thì cái kèo này hoàn toàn miễn phí anh em nha và mình chỉ đầu tư một ít vốn thôi. Chỉ có 3 đô la thôi anh em ạ. À. Bây giờ nó đã lên là 63 đô la anh em mà Ngon chưa? Quá tuyệt vời ha đó thì video này là chúc mừng anh em tất cả nhà anh em đã ôm cái con này ha đó à, rất là ngon ok anh em nha rồi thì anh em nào giờ chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình ha à, những cái kèo mình chia sẻ anh em là những cái kèo chất lượng ha đó thì anh em nghiên cứu và có thể là là à, tùy 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 tình hình ha tùy anh em anh em cảm thấy ok thì anh em mua hoặc là cờ lem miễn phí đó tùy anh em ha đó ok thì video một lần nữa mình xin chúc mừng tất cả các anh em đã đơm cái ôm con theo cái kèo quy sổ của mình nha rồi à, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha xin chào